10 tổng thống Mỹ giàu nhất mọi thời đại. Kính thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm nay, Minh Nhật xin được gửi tới quý vị thông tin tổng hợp về các tổng thống Mỹ được coi là giàu có nhất. Ngay từ những ngày đầu tiên của nền Cộng hòa ở nước Mỹ, người da trắng giàu có đã có một tiếng nói khá cách biệt trong vận mệnh quốc gia. Những nhà lập quốc như George Washington, Thomas Jefferson hay James Madison đều xuất phát từ những gia đình đại địa chủ giàu có. Tiền và các mối quan hệ từ lâu đã giúp các gia đình giàu có nhất nước Mỹ nhìn ra ước mơ trở thành tổng thống. Các triều đại chính trị này bao gồm dòng họ Adam và Bush. Tuy nhiên, không phải tất cả các tổng thống Mỹ đều xuất thân giàu có. Một số người làm giàu sau khi trở thành tổng thống. Mức lương hàng năm của tổng thống Hoa Kỳ là 400.000 đô la. Tổ chức Wall Street 24/7 phân tích tài chính của các tổng thống Mỹ và điều chỉnh các con số theo lạm phát đến tháng 12 năm 2018. Hãng tin tài chính trực tuyến xét đến các tài sản như bất động sản, tiền tiết kiệm của thừa kế, tiền từ bản quyền sách, từ thu nhập kinh doanh, lợi nhuận từ tài sản gia đình và các hình thức thu nhập khác. Dưới đây là danh sách của Wall Street 24/7 về top 10 tổng thống giàu nhất mọi thời đại với giá trị tài sản ròng đã được điều chỉnh theo lạm phát. Thứ nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump có tài sản ròng cao nhất là 3,1 tỷ đô la. Ông là Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ được nhân dân Mỹ bầu từ năm 2017 đến nay. Tổng thống Donald Trump được sinh ra trong một gia đình giàu có và được thừa kế ít nhất 413 triệu đô la từ cha của mình. Theo New York Times, ông giàu hơn sau khi tiếp quản công việc kinh doanh bất động sản của cha mình và hiện đang sở hữu hàng tỷ đô la bất động sản. Sự giàu có của Tổng thống Mỹ Donald Trump dĩ nhiên được cả thế giới biết đến và cũng chính vì sự giàu có của mình mà ông có thể nắm giữ và được người dân Mỹ tin tưởng bầu chọn lên vị trí Tổng thống của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nhân vật thứ hai đó là John Kennedy, tài sản ròng cao nhất 1,1 tỷ đô la. Ông là Tổng thống thứ 35. Nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 1961 đến năm 1963, chỉ trong 2 năm cầm quyền. John Kennedy được sinh ra trong một gia đình nhung lụa. Tất cả các tài sản của ông có được là từ thừa kế. Cha ông là Joe Kennedy, là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản có được từ các hoạt động ngân hàng và đầu tư. Ngoài ra, vợ của ông là bà Jackie cũng rất giàu có. Bà là người thừa kế một gia tài dầu mỏ thuộc diện danh gia vọng tộc khác. Kết hợp từ hai yếu tố này, Tổng thống Kennedy cũng có tài sản mà ở mức hiện nay chúng ta có thể biết là khoảng 1,1 tỷ đô la. Thứ ba, George Washington, tài sản ròng cao nhất 587 triệu đô la. Ông là tổng thống đầu tiên của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ từ năm 1789 đến năm 1797. Ông không những là người khai quốc của Hoa Kỳ mà còn là một người vô cùng giàu có. Phần lớn tài sản của vị tổng thống Mỹ đầu tiên là của thừa kế George Washington được thừa hiện đồn điền Trù Phú Mount Vernon từ người anh cùng cha khác mẹ. Ông cũng kiếm được nhiều tiền trên cương vị tướng lãnh, rồi sau đó là tổng thống. Mức lương của tổng thống Washington vào năm 1789 là 25.000 đô la, chiếm 2% tổng ngân sách của Hoa Kỳ ở thời điểm đó. Nếu tính theo thời giá hiện tại, ở mức 2% của tổng ngân sách Hoa Kỳ, thì con số này phải là ghê gớm. Nhưng dĩ nhiên thời đó ngân sách của Hoa Kỳ chỉ ở hạn mức vừa phải, và ông đã nhận được một mức lương là 25.000 đô la. Người thứ tư trong danh sách những tổng thống giàu có đó là Thomas Jefferson. Tài sản ròng cao nhất là 236,8 triệu đô la. Ông là tổng thống thứ ba của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ từ năm 1801 đến năm 1809, Thomas Jefferson thừa hưởng 1.200 hecta đất gần thành phố Charlottesville của bang Virginia từ cha của mình. Ông gầy dựng được thêm 809 hecta đất và xây tư dinh tráng lệ Monticello. Mặc dù cả đời ông sống trong giàu sang nhung gấm, nhưng ông lại chìm trong nợ nần khi qua đời.
một phần vì thu nhập từ trang trại khi lên khi xuống và cũng bởi vì tiêu xài hoang phí. Là một nhà lãnh đạo chính trị tài ba, nhưng ông lại là một người không biết kiểm soát về tài chính. Và vì vậy nên khi ông qua đời thì tất cả các điền sản của ông đều không bảo đảm do sự tiêu xài quá hoang phí. Người thứ năm trong danh sách là Theodore Roosevelt. Tài sản ròng cao nhất là 139,7 triệu đô la. Nhiệm kỳ tổng thống của ông là từ năm 1901 đến 1909, là tổng thống thứ 26 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Theodore Roosevelt được thừa hưởng một quỹ ủy thác lớn và bản thân ông không làm gì nhiều để gia tăng tài sản. Được bầu vào Quốc hội New York ở năm 23 tuổi, Roosevelt dành phần lớn cuộc đời mình phụng sự công chúng. Tuy nhiên, ông đã mất một phần tài sản sau khi việc đầu tư trang trại ở Dakotas thất bại. 23 tuổi, được bầu vào Quốc hội với gia tài kếch xù của mình, ông có thể dành toàn tâm toàn ý để phụng sự công chúng, để giúp nước Mỹ phồn thịnh hơn. Dù có mất một phần tài sản thì ông vẫn là một trong những tổng thống giàu nhất. Thứ sáu, Andrew Jackson. Tài sản ròng cao nhất của ông đạt tới 132,6 triệu đô la. Là tổng thống thứ bảy của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhiệm kỳ từ năm 1829 đến năm 1837. Andrew Jackson là một trong số ít các tổng thống Hoa Kỳ sinh ra trong nghèo khó và làm giàu khi hành nghề luật. Tuy nhiên, dù không được sinh ra trong giàu có, nhưng Jackson lại lấy vợ rất giàu và thừa hưởng gia tài và tài sản từ người vợ Rachel khi bà qua đời không lâu trước khi ông trở thành tổng thống. Với gia tài thừa kế từ người vợ, ông có thể rất có dư giả tiền bạc để cạnh tranh và đồng thời dẫn dắt nước Mỹ. Thứ bảy, James Madison. Ông là tổng thống thứ 4, nhiệm kỳ từ năm 1809 đến năm 1817, với khối tài sản ròng cao nhất đạt 113,3 triệu đô la. Cha mẹ của James Madison rất giàu có và sở hữu rất rất nhiều đất đai. Họ đã có một đồn điền trù phú ở quận Cam, Virginia và xây dựng khu bất động sản nổi tiếng Montpelier. Tuy nhiên, Madison khánh kiệt vào cuối đời, đồn điền của ông thất bại và con trai kế của ông đã tiêu rất nhiều tiền vào rượu chè và cờ bạc. Cha có bao nhiêu tài sản thì con xài bấy nhiêu, đúng là phá gia truy tử. Người đứng thứ 8 trong danh sách giàu có của các tổng thống là Lyndon Johnson. Tài sản ròng cao nhất đạt 109,3 triệu đô la, là tổng thống thứ 36. Từ năm 1963 đến năm 1969 là thời kỳ ông cầm quyền trên cương vị lãnh đạo đất nước. Lyndon Johnson là một chàng trai trẻ đầy tham vọng và chăm chỉ. Ông không có nhiều tiền trước khi kết hôn với Claudia Taylor với biệt danh là Lady Bird. Người xuất thân từ một gia đình giàu có ở Texas, cùng nhau họ sở hữu nhiều gia súc và 607 hecta đất ở Texas. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chính của họ đến từ một đài phát thanh do bà Lady Bird làm chủ. 607 hecta đất vẫn không phải là nguồn tài sản chính, mà đó là đến từ một đài phát thanh do bà vợ của ông đứng đầu. Người đứng thứ 9 trong danh sách những tổng thống giàu có với khối tài sản ròng lên tới 83 triệu đô la là tổng thống thứ 31 từ năm 1929 đến năm 1933, đó là Herbert Hoover. Herbert Hoover thực sự là một người tự tạo sản nghiệp. Mồ côi từ khi còn nhỏ, ông tốt nghiệp đại học danh tiếng Stanford và là một kỹ sư khai khoáng trước khi tham gia chiến trường. Ông viết một cuốn sách giáo khoa kỹ thuật về khai khoáng và mua một số mỏ bạc ở Miến Điện và làm giàu từ đó. Tự tay làm giàu, tự tay gầy dựng nên sự nghiệp của mình, tự tay vươn lên chính trường trong tư cách là Tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, với ông là một người có thể để lại rất nhiều bài học cho những người khác. Người đứng ở thứ 10 trong danh sách những tỷ phú giàu có mới đây đó là Bill Clinton. Tài sản ròng cao nhất đạt 75,9 triệu đô la, là Tổng thống thứ 42 từ năm 1993 đến 2001. Bill Clinton làm giàu sau khi rời tòa Bạch Ốc, kiếm được hàng triệu đô la từ cuốn tự truyện năm 2005 với tên My Life, tức là cuộc đời của tôi.
Gia tài của ông cũng có vợ góp phần là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, được cho là đã được trả trước 14 triệu đô la cho cuốn hồi ký năm 2014 Hard Choices, tức là lựa chọn khó khăn. Cả hai vợ chồng Clinton kiếm bạc triệu từ các cuộc diễn thuyết, đồng thời viết sách và để lại những nhiều tài sản. Với những vị tổng thống khác, họ vốn là những người giàu có hoặc được thừa hưởng một gia tài kếch xù mới leo lên vị trí tối cao của đất nước Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Còn với Bill Clinton, được cho là người giàu có từ sau khi làm tổng thống, đó cũng là một sự khác biệt của những tổng thống gần đây. Sơ lược qua một vài danh sách các tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ để chúng ta biết về những người này. Có thể coi họ là những người thành công cả trong chính trị và kinh tế. Số tiền mà họ có so với các đại gia khác, những tỷ phú thì không phải là quá nhiều, nhưng ít ra với chúng ta và cả những người Mỹ thông thường thì đó là cả một gia tài mà không dễ gì có được. Còn các nhà lãnh đạo chính trị Việt Nam thì sao? Có lẽ các tổng thống Mỹ chẳng nhăm nho gì so với những người này, nhưng chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong một bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Vote TV. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ, nhấn vào nút like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào chiếc chuông để cập nhật những tin tức mới nhất.